Hello anh em. Hôm nay mình lại có một trận banh với mấy anh em đội Hades. Chắc cũng lâu lắm rồi mới có một video clip đá banh chung với mấy anh em Hades nha. Đây là quả banh AFC mà mình vừa mua lại được từ một người bạn. Mua lại thôi, chứ còn mua mới thì không còn sản xuất trên thị trường nữa. Có logo của FIFA luôn nè, được chứng nhận của FIFA. Quả đá giải Futsal châu Á nên có logo AFC ở đây, rất là đẹp. Vantazo 4800 Futsal đó, đẹp chưa? Size 4 Futsal để đá sân 5 người. Sẵn giới thiệu luôn, đôi giày mình đang mang Mizuno Monashida đấy, có lưỡi gà. Đôi này mình mua 2,5 triệu thì phải, mua lâu rồi không nhớ nữa. Sẵn đây tìm hiểu xem mấy anh em trong đội mang giày gì ha. Mười Tình trước đi, em mang giày gì vậy Tình? Nine Mercurial, đôi này mới ra rồi đúng không? Trời ơi, quá đã luôn. Cá Trình. Dạ yeah, thì Cá Trình mang giày gì vậy Cá Trình? Giày Nike vàng. Vẫn là Nine Mercurial Superfly Pro nè, mình biết đôi này. Di Chu, đây là Di Chu. Em mang giày gì? À, Nike. Đôi này theo mình biết đây là Nike Phantom. Anh Tin mang giày gì vậy ta? Superfly. Mercurial Superfly này năm nào ta? Không nhớ nữa. Airline nè, cổ cao Airline chắc luôn. Airline. Không nhớ năm nào đúng không? Em nhớ thì đôi này 2020. Đây là Tiến. Tiến Phạm mang giày gì vậy em? Phạm mang giày gì vậy? Giày hả? Đây là giày ba sọc. Giày ba sọc. Đây là đôi giày rẻ nhất thị trường hiện tại mà mình từng biết. Đó, ba sọc. Hồ Viết Chung. Nghe tên như ca sĩ vậy. Mang giày gì vậy Hồ Viết Chung? Mercurial Superfly. Mercurial Superfly Airline. Đẹp dữ ta. Bản này giống như bản của anh Tin nè. Nhưng mà anh Tin cũ rồi. Đúng rồi. Bản này mang mới. Lê Sơn mang đôi giày gì vậy Lê Sơn? Sơn ơi. Em không biết nữa anh ơi. À, Adidas Nemesis. Má chưa vậy nó nhảy không à. Nemesis. Hello anh. Long. Thanh Long. Thanh Long mang giày gì vậy em? Dây hương. Dây hương. Đây là Adidas. Gót tịt. Không phải gót tịt đâu, gót tịt là đôi khác. Adidas S năm 2019 hay 2020 gì đó, không nhớ. Nhưng mà Adidas S. Shaka Đức Thanh, anh mang giày gì vậy anh Thanh? Nike Mercurial Superfly. Nike Mercurial Superfly. Trời ơi, trong đội mình ba người mang đôi này rồi đó. Hay dữ trời. Mà dạo này có tập thế là con? Anh mới đi tập gym mà. Nó hơi to tí. Tao muối giờ dồn thành muối rồi. Ok, Khánh Mèo, em mang giày gì vậy Khánh Mèo? Không mang dép không? Rumor gì đó. Lào Superfly. Lào Superfly. Nhưng mà sao hôm nay không mang giày vậy? Chấn thương, đâu đá bằng được đâu, lên cơn em đá. Beo đang bị chấn thương nha anh em. Em bị chấn thương gì vậy? Bị sụn chêm. Chu cha, nghe sụn thấy đáng sợ quá. Nghỉ lâu không? 8 tuần. Dạ, yeah, ok, thôi sớm trở lại nha, cố gắng. Chưa thấy đội đối thủ lên nữa, không biết là có bị bể kèo anh em sẽ tự chia đá đây. Chưa biết. Rồi khi nào đội bạn lên thì vô đá, mọi người chờ xem nha. Nope. Nope.
Nope. Nope. Nope. Nope.
Nope. Nope.
Nope. Nope. Đây là đôi giày di chuyển của đội tuyển quốc gia Việt Nam, được sản xuất bởi Raysport. Mình mang cũng được cả năm nay rồi, giờ đội tuyển Việt Nam mới mang. Mình đi trước thời đại. Ok, vậy là kết thúc trận thi đấu sân 5 người với lại mấy anh em đội Hades. Thì anh em thấy hay thì nhớ cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để đón chờ các video clip tiếp theo. Mình là Phạm Trung Thi. Xin chào, hẹn gặp lại.